chị em ngoài 40 tuổi thì chúng ta cần như thế nào để bộ có thể cải thiện được cái vấn đề nội tiết? Thì như thế này này, bất kỳ một cái giai đoạn nào đối với người phụ nữ, cái nội tiết nó giống như cái nhựa sống của cái cây ấy. Nếu có nội tiết tốt thì mọi người sẽ cảm thấy nó mơn mởn, nó đẹp, nó căng tràn sức sống, và nhìn kiểu gì nó cũng có cái sự duyên dáng và đáng yêu ở trong cái khuôn mặt, cái dáng vẻ và cái tính cách. Bởi vì cái nội tiết nó giống như nhựa sống, nó mát mẻ, nó có thể điều hòa được cái tâm trạng của người phụ nữ, làm cho người phụ nữ lúc nào nó cũng hồng hào, nó có nhiều năng lượng, và những người năng lượng tốt thì sẽ tự hút đến những cái người xung quanh lại về phía mình và luôn cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh người đấy. Nhưng khi chúng ta đến cái giai đoạn 40 tuổi thì chúng ta bị thiếu cái nhựa sống rồi, chúng ta khô cằn, nó héo úa lên rồi, vì cái estrogen ấy, cái buồng trứng nó bắt đầu nó giảm dần, nó giảm dần tiết rồi, thì mọi người sẽ thấy chúng ta bị khô trong toàn bộ mọi thứ, chúng ta khô tóc, chúng ta khô da, chúng ta dễ bị nám hơn, chúng ta bị khô cả ở cái vùng dưới nữa, và đặc biệt là chúng ta có cả những cái vấn đề về khô khớp nữa. Mọi người bắt đầu có thấy cái xương khớp của mình nó bị mỏi tăng lên, và những cái vấn đề về tiền kinh nguyệt nó cũng sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Mọi người cảm thấy đau ngực nhiều hơn, mọi người đau nửa đầu, mọi người đau lưng, mọi người tức ngực, tức bụng hay đầy bụng nó rõ ràng hơn. Và đặc biệt là khó chịu hơn nữa là chúng ta có thể có những cái cơn bốc hỏa lên. Cái cơn bốc hỏa này thì nó nhẹ, để nó chỉ hơi làm nóng mặt một tí thôi, hoặc là hơi nóng tai một tí thôi, nhưng có thể có những người nặng là nó sẽ bị bốc hỏa lên, nó nóng bừng bừng trong cả ngày. Có những người bị đến 20-30 cơn trong một ngày và luôn luôn trong tình trạng mọi người khó đi vào giấc ngủ, mọi người bị toát mồ hôi, tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực. Rồi có những người thì nó còn ảnh hưởng nặng nề tới cái mối quan hệ xung quanh, bởi vì mọi người luôn luôn trong cái tình trạng nó cực kỳ khó chịu, và mọi người cáu gắt với mọi người xung quanh, cáu giận vô cớ. Và chính bản thân những cái bệnh nhân đấy biết rằng là mình cáu giận vô cớ nhưng không thể kiểm soát được, đến lúc sau cơn giận nó đi qua rồi thì nó đã muộn rồi ấy. Thì trong những cái lúc như thế này ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được. Cái cách đơn giản nhất chính là mọi người khắc phục khi nó chưa có vấn đề. Ở độ tuổi 20 và 30 mọi người quan tâm tới cái hệ nội tiết của mình. Đơn giản lắm, mọi người có thể tập thể dục, mọi người giảm bớt cái tinh bột đi để hạn chế được cái việc mà chúng ta bị tăng cân quá mức, bị kháng insulin, bị tăng những cái chất chống oxy hóa, bị tăng những cái gốc tự do trong người của mình. Mọi người cứ ăn giảm tinh bột một chút, nhưng chúng ta vẫn phải ăn tinh bột nhá. Nhấn mạnh lại là chúng ta vẫn phải ăn tinh bột, ăn nhiều rau xanh, chúng ta ăn nhiều thịt trắng, ăn nhiều cá, và chúng ta hạn chế bớt những cái thịt đỏ đi. Chúng ta tập thể dục khoảng tầm 20 cho tới 30 phút một ngày, nếu được thì là 1 tiếng một ngày, và một tuần khoảng tầm 5 buổi là cực kỳ mỹ mãn rồi. Mọi người sẽ luôn luôn giữ cho mình cái tâm trạng thoải mái. Không ai yêu mình hơn cái bản thân của mình cả. Thế nên là mình cứ thoải mái, bất kỳ một cái việc gì xảy ra, nếu mình có thể thay đổi được thì hãy cố gắng hết sức thay đổi. Còn nếu không có thể thay đổi được, ví dụ như là cái môi trường xung quanh mà mình không thể nào thay đổi được, thì mình hãy bình thản chấp nhận nó, và trong cái tư thế nó khoan khoái nhất thì nó sẽ làm cho cái hệ nội tiết của mọi người điều hòa tốt hơn. Cái cách dưỡng sinh tốt nhất đối với cái hệ nội tiết của phụ nữ là vui vẻ, là tập luyện và ăn uống. Nhưng đến khi mà cái giai đoạn cái nội tiết tố của mọi người nó không tự sinh ra được nữa, cái hormone của mọi người ở cái buồng trứng nó không sinh ra được, mọi người luôn luôn bị khô hạn, mọi người luôn luôn có những cái tình trạng bị cáu giận, mất ngủ, thì có thể nhờ vào những cái viên nội tiết. Viên nội tiết thì mọi người có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng bản thân bác sĩ Hoa thì rất yêu thích đấy là cái viên đặt. Bởi vì nếu như ở những cái giai đoạn mọi người chưa có quá nhiều những cái thay đổi trong cơ thể thì không cần thiết phải bổ sung cái viên uống vào, để cho hãy cứ để cho cái buồng trứng của mình nó làm việc. Nhưng nó chỉ có những cái triệu chứng khó chịu như bị khô hay là thường xuyên có một chút mùi ấy, thì mọi người có thể sử dụng những cái viên đặt, ví dụ như cái viên đặt Pizina, thì mọi người đặt vào ấy, nó tăng xe khít, nó tăng cái cảm giác và nó sẽ hạn chế được cái việc bị viêm nhiễm. Nhưng khi mà một lúc chúng ta bị bốc hỏa nhiều quá rồi, chúng ta có cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta có bị giảm nhu cầu, hay là mọi người có những cái đau mỏi xương khớp nó tăng dần lên rồi, thì mọi người nên sử dụng những viên uống, đặc biệt là cái viên nó có chứa cái thành phần sâm tố nữ, nó giảm bốc hỏa rất là tốt, giống như cái viên sâm tố nữ của Katira này, thì mọi người có thể duy trì khoảng tầm 3 tháng cho tới 6 tháng. Còn viên đặt thì mọi người có thể dùng duy trì cả năm cũng được, và nó không ảnh hưởng gì tới. Nhưng mà dù sao thì nội tiết nó cũng giống như là con dao hai lưỡi, mọi người cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng nhé.